relationship between Azerbaijan and Vietnam have a, you know, historical background, and our nations have. Chúng ta đã có những mối quan hệ truyền thống tốt đẹp từ thời Liên bang Xô Viết cũ. Năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi thăm Isaac Bazan. Người đã tới một số cơ sở hạ tầng khai thác dầu tại Baku. Ngay sau đó, Isaac Bazan đã có sự hỗ trợ các bạn Việt Nam về kỹ thuật khai thác dầu. Sau thời kỳ chiến tranh, từ năm 1975, đã có rất nhiều nhóm chuyên gia Isaac Bazan đi công tác tại Việt Nam để giúp đỡ các bạn tái thiết đất nước, đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng khai thác dầu khí. Và tôi rất lấy làm vui mừng khi nhắc tới nhóm chuyên gia của Isaac Bazan đã tham gia khai thác ở Bạch Hổ, mỏ dầu khí đầu tiên tại Việt Nam trong khuôn khổ xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt Xô khi đó. Và tôi nhớ rằng vị giám đốc đầu tiên của liên doanh này cũng là người Isaac Bazan. Ông ấy đã làm việc ở Việt Nam được hơn nửa năm để giúp phát triển công ty liên doanh này. Đầu những năm 1980, Isaac Bazan đã tiếp nhận hàng nghìn du học sinh Việt Nam sang theo học ngành nghề, mà phần lớn trong số này theo học ngành dầu khí. Giờ đây, trong liên doanh dầu khí Việt-Nga, Việt Xô Petro, chúng ta thấy có rất nhiều chuyên gia, quan chức cấp cao từng tốt nghiệp đại học ở Baku. Trong số những quan chức cấp cao của Việt Nam hiện nay, có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, người từng theo học tại Isaac Bazan những năm 1970. Vậy nên trong lịch sử, chúng ta đã có những mối quan hệ truyền thống gần gũi, và những mối liên hệ đó sẽ là nền tảng để chúng ta phát triển hơn nữa mối quan hệ hiện nay giữa hai nước. Sau thời kỳ Liên bang Xô Viết, Isaac Bazan trở thành một quốc gia độc lập, Việt Nam vẫn luôn là đối tác truyền thống của Isaac Bazan. Vào tháng 12 năm 2013, chúng tôi đã mở đại sứ quán Isaac Bazan tại Hà Nội. Chúng tôi rất mong muốn Việt Nam sẽ sớm mở đại sứ quán tại Isaac Bazan. Điều quan trọng nhất là lãnh đạo của cả hai nước đã xác định mục tiêu phát triển hơn nữa quan hệ song phương. Và đó cũng chính là lý do tại sao vào tháng 5 năm 2014, Tổng thống Cộng hòa Isaac Bazan Ilham Aliyev đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tháp tùng ngài Tổng thống trong chuyến thăm đó là đoàn đại biểu gồm các bộ trưởng, các quan chức cấp cao. Cũng chỉ một năm sau đó, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cấp cao đã sang thăm Isaac Bazan. Cả hai nhà lãnh đạo này đều giữ vai trò quyết định trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước. Đặc biệt là họ đã xác định rõ các phương hướng, lĩnh vực để phát triển và hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng. Cho tới nay, công ty dầu khí quốc gia của chúng tôi và Petro Việt Nam, tập đoàn dầu khí Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ về đối tác chiến lược. Họ đã có mối liên hệ trực tiếp với nhau. Chính phủ Isaac Bazan luôn mở rộng cửa đối với các nhà đầu tư nước ngoài, bất kể là từ quốc gia nào, đặc biệt là từ Việt Nam. Trên thực tế, Petro Việt Nam đã có văn phòng đại diện tại thủ đô Baku của Isaac Bazan. Vậy nên tôi hy vọng trong thời gian sớm nhất, chúng ta sẽ sớm chứng kiến những dự án lớn của doanh nghiệp dầu khí Việt Nam tại Isaac Bazan. Ủy ban Liên Chính phủ về Kinh tế Thương mại hai nước mới được thành lập gần đây, sau một số hiệp định hợp tác Việt Nam-Isaac Bazan ký năm 2014 có hiệu lực. Điều quan trọng nhất là phải đảm bảo ủy ban này phải được thành lập ở cấp độ cao với sự tham dự của các bộ ngành để thúc đẩy các cơ chế hợp tác song phương. Công việc thương thảo hiện nay đang được tiến hành để chuẩn bị cho cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Liên Chính phủ dự kiến được diễn ra vào cuối tháng 10 này. Cả hai phía đang xác định những lĩnh vực cùng quan tâm. Tôi nghĩ rằng ủy ban này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước lên mức mới vì cả hai cần có cơ hội để gặp nhau, trao đổi thường xuyên hơn. Tôi cho rằng về mặt tổng quan đó là con số có thể đạt được với một nỗ lực cao. Bạn biết đấy, khoảng cách địa lý quá xa giữa hai nước Isaac Bazan và Việt Nam sẽ ảnh hưởng tới việc vận chuyển hàng hóa. Khoảng cách càng xa thì hàng hóa chuyển tới lại càng đắt đỏ, nhưng Isaac Bazan sẽ sớm hoàn thành dự án đường sắt quốc tế kết nối châu Á và châu Âu. Đó sẽ là dự án đường sắt xuyên Á. Dự án sẽ cung cấp các cơ sở và phương tiện để rút ngắn khoảng cách trung tâm, giảm đáng kể giá vận chuyển hàng hóa từ châu Á sang châu Âu. Từ những cơ sở này, chúng tôi hy vọng sẽ thúc đẩy giá trị thương mại với Việt Nam. Các quốc gia tham gia dự án đường sắt xuyên Á nên sớm thống nhất việc hạ thuế quan và tạo hành lang thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa. Việc hợp tác năng lượng với Việt Nam là đương nhiên, ngoài ra chúng còn nhiều tiềm năng để hợp tác về nông nghiệp. Chúng tôi có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp mong muốn xuất khẩu sang Việt Nam, hy vọng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ quan tâm tới những mặt hàng này và ngược lại. Du lịch cũng là lĩnh vực chúng ta cần chú ý. Hiện nay du khách đang đổ về khu vực Trung Á ngày một nhiều. Rất nhiều du khách châu Âu trước đây chỉ đến thăm Thái Lan, thì giờ đây chúng ta có thể nhắc tới Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ tạo cơ chế thích hợp để cấp visa dễ dàng hơn cho du khách Isaac Bazan. Bạn biết đấy, hiện nay, nếu muốn có visa vào Việt Nam, du khách Isaac Bazan bắt buộc phải đến tận Moscow vì các bạn chưa có đại sứ quán tại Isaac Bazan. Chúng tôi một lần nữa nhắc lại việc mong muốn Việt Nam mở đại sứ tại Baku. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch một cách thiết thực giữa hai quốc gia. Trong cuộc họp giữa tôi và Ngài Chủ tịch nước Việt Nam, tôi cũng đã đề nghị Ngài hỗ trợ về việc cấp visa miễn phí cho công dân Isaac Bazan. Nếu điều này được thực thi, tôi hy vọng sẽ có hàng nghìn người Isaac Bazan đi thăm Việt Nam. Ngược lại, công dân Việt Nam muốn sang Isaac Bazan cũng rất dễ dàng vì chúng tôi đã mở đại sứ quán tại Hà Nội.